Mình là Hà. Mình được bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng 7 năm 2017. Đỗ N3 GLPT kỳ tháng 7 năm 2018 với 121 điểm. Đỗ N2 kỳ thi GLPT tháng 12 năm 2018 sau chưa đầy một năm sang Nhật với tư cách là thực tập sinh. Và hiện tại thì tớ cũng đang là học viên khóa N1 online của dũngmori.com. Theo tớ thấy thì trong khóa học có đầy đủ tất cả những cái kiến thức mà phục vụ cho học việc học tiếng Nhật cũng như là ôn thi GLPT. Trong khóa học được chia thành các phần cụ thể, kanji, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, giúp chúng ta có thể tập trung học những cái phần nào mà mình cảm thấy còn yếu, bổ sung những cái kiến thức mà mình còn thiếu. Và tớ rất có hứng thú với học kanji cùng với thầy Dũng bởi thầy có một cái tư duy, cái nhớ rất là hay. Đó là ví dụ như là men eki là miễn dịch thì thầy sẽ phân tích ra là men là mì, eki là nhà ga. Men eki tức là ăn mì ở nhà ga thì sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn. Còn phần từ vựng sẽ được cô Yuka giải thích bằng những cái từ vựng đơn giản và kèm theo những cái hành động đáng yêu nữa thì giúp chúng ta có thể hiểu nhanh hơn và nhớ được lâu hơn cái từ vựng đấy. Sau phần ngữ pháp, tớ rất thích cái ý tưởng của Dũng Moji, đó là dưới sự giảng dạy của cô Nghiêm Hồng Vân thì có thêm bạn Huy tham gia trong video với tư cách là học sinh, thì những lúc mà bạn Huy sai hay là dịch chưa sát nghĩa cô Vân chỉnh lại thì đấy cũng là một cái cơ hội cho chúng ta học tập. Bởi vì theo tớ, học từ những cái sai của người khác cũng là một cái phương pháp học tập rất hiệu quả. Còn bạn nào mà đang cảm thấy khó khăn về đọc hiểu thì tớ khuyên là hãy học cùng với cô Thanh. Vì trong mỗi bài đọc, cô Thanh sẽ đưa ra những cái từ vựng khó xuất hiện trong bài giải thích trước, sau đó là dịch từng câu văn, từng câu chữ trong đoạn văn. Và đến đáp án thì cô sẽ phân tích tại sao đáp án này sai, tại sao nó đúng. Và sẽ đưa ra những cái mà chúng ta dễ bị nhầm lẫn, dễ bị chọn sai đáp án của đề bài. Và trong Dũng Moji có một cái phần mà tớ cũng rất thích nữa, đó là đề thi. Thì sau mỗi bài học đều có những cái bài kiểm tra nhỏ giúp chúng ta có thể kiểm tra xem mình đang học đến đâu, khả năng ghi nhớ của mình đã được bao nhiêu phần trăm và cần bổ sung thêm những cái vấn đề nào nữa. Cũng như là có một cái phần luyện đề thi thử GLPT thì có rất nhiều đề ở trong đấy. Thì các bạn có thể tha hồ mà thử sức làm đề thi thử để có một cái kỳ thi thật tốt hơn. Và trong một cái video ngắn như thế này thì tớ sẽ không thể chia sẻ được nhiều được, nên là bạn nào còn có cái vấn đề nào muốn biết về Dũng Body cũng như là những cái vấn đề khó khăn đang gặp phải trong quá trình học tiếng Nhật thì có thể like, chia sẻ và để lại bình luận dưới bài viết này. Tớ sẽ chia sẻ thêm trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Truy cập ngay website dũngmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.